Các chú bộ đội là biên phòng như thế này, chúng dân chúng tôi chắc chắn là cảm ơn nhiều lắm đó. Để phòng ngừa giúp cho dân được, nói chung là cái như thế này là sức khỏe cho dân là quý lắm. Đưa tài cho ăn đi. Đơn vị cũng muốn chia sẻ một phần khó khăn cùng với bà con nhân dân, cũng như là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức, cái tinh thần trách nhiệm trong việc phòng chống dịch đối với cán bộ công nhân viên cộng đồng, trong việc mà tích cực phòng dịch để mà tránh cái sự lây lan trên cái địa bàn đơn vị đóng quân cũng như là trong cái địa phương.